Và chính vì cái quyết định đó mà đến ngày hôm nay thì mình thấy rằng sức khỏe của mình đã được cải thiện hoàn toàn. Và mình thấy rằng sau khi mà đã được sản phẩm chinh phục thì mình thắc mắc là không hiểu tại sao sản phẩm này nó lại tốt đến như vậy. Và mình quyết định là phải tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm. Cho nên là mình cho quyết định tham gia những buổi Zoom của Tiên Minh 9319. Và qua những buổi Zoom đó thì không những là Huỳnh Chân được hiểu sâu hơn về sản phẩm Multi Juice, mà Huỳnh Chân còn hiểu được cơ hội có 102 ở bên này. Đó là chương trình tiêu dùng không đau của tập đoàn bên này. Đó là gì? Chúng ta càng dùng, chúng ta càng giàu. Càng dùng, càng được khỏe, càng được trẻ, mà mình lại càng có nhiều tiền. Cho nên Huỳnh Chân quyết định là mình phải nắm bắt cái cơ hội bít này này. Và Huỳnh Chân thấy rằng ở trong Zoom đã giúp cho Huỳnh Chân thay đổi, được tăng trưởng bản thân, có kiến thức và kỹ năng để giúp cho mình có thể kiếm tiền trong một lĩnh vực mà đối với Huỳnh Chân là hoàn toàn mới mẻ. Bởi vì Huỳnh Chân không biết gì về ngành kinh doanh MLM cả. Và hạnh phúc hơn nữa là ở trong team của 9319, Huỳnh Chân được cơ hội, được phục vụ, được lan tỏa, được chia sẻ, được cùng với của 9319 tạo ra nhiều giá trị và phước báo. Cho nên Huỳnh Chân cảm thấy rất là hạnh phúc. Và Huỳnh Chân tin rằng ở Win-Win 9319, sự thành công đó là chắc chắn. Và đối với Huỳnh Chân, biết nay là sự nghiệp. Và 9319 là nơi chấp cánh cho Huỳnh Chân để có thể thực hiện những ước mơ của mình. Và nhân đây thì Huỳnh Chân muốn gửi lời cảm ơn đến ba võ bốn, là cái người đã chia sẻ cho Huỳnh Chân dòng sản phẩm Multi-Juice. Và cảm ơn giám đốc Lê Ngọc Mỹ, và cảm ơn cô sơ Võ Hồng Tâm, là người đã giúp cho Huỳnh Chân hiểu về sản phẩm Multi-Juice và cơ hội tại Bitnay. Và làm thế nào để mình có thể phát triển trong doanh nghiệp này. Và trước khi kết thúc phần chia sẻ hôm nay thì Huỳnh Chân cũng gửi đến cô chú anh chị và các bạn một câu nói mà Huỳnh Chân rất tâm đắc. Đó là cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt. Và ngày hôm nay không còn cá lớn nuốt cá bé, mà ai nhanh hơn sẽ là người chiến thắng. Huỳnh Chân xin chúc cho tất cả cô chú anh chị chúng ta nắm bắt cơ hội bên này để chúng ta được trẻ, được khỏe, được đẹp và trở nên giàu có. Huỳnh Chân xin chân thành cảm ơn. Wow, rất là tuyệt vời đúng không ạ?